Xin chào các em. Hôm nay kênh BB Channel sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc cốc từ giấy nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tên tên tên. Vậy là chị đã hoàn thành xong chiếc cốc xinh xắn rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.